gặp nhau tại quê. Trước tiên là nhân dịp đầu năm mới, tôi rất có hân hạnh thay mặt cho Việt Nam Airlines được cúng trước tất cả các quý vị và bà con người Việt ở tại vùng South California để gửi lời chào đến tất cả các quý vị. Như các quý vị đã tất cả đã biết thì chúng tôi Việt Nam Airlines là đã có sự hiện diện tại nước Mỹ từ cách đây hơn 15 năm khi mà chúng tôi bắt đầu mua các máy bay 777 của Boeing từ năm 2003 và chúng tôi đã có văn phòng đại diện tại San Francisco từ năm 2003 cho đến hiện nay. Nhưng tuy nhiên tại vì chúng tôi chưa bay đến Los Angeles cho nên là chưa có văn phòng đại diện ở đây. Nhưng hy vọng rằng trong 1-2 năm tới khi mà đường bay được thiết lập thì chúng tôi sẽ move vào đến cái vùng Los Angeles rất là sớm. Thế thì xin thông tin đến quý vị là với cái lưu lượng giữa hai nước Việt Nam và Mỹ có một cái tần suất cái số lượng khách đi lại rất là lớn, trên 500.000 người từ Mỹ về Việt Nam và hơn 200.000 người từ Việt Nam sang Mỹ, là bằng cả khu vực châu Âu đi đến Việt Nam là rất lớn, cộng với cái xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Hoa Kỳ là bao gồm cả investment là trên 52 tỷ đô la, tức là một cái tạo ra một cái nhu cầu đi lại rất lớn giữa Việt Nam và Mỹ. Thì tại sao lại chưa có một cái đường bay trực tiếp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ? Đây là một trong những câu hỏi và cũng là một cái vấn đề từ chính phủ đến công luận và đặc biệt là Việt Nam Airlines đang hết sức quan tâm. Và cũng xin thông báo rằng là trên tổng công ty hàng không Việt Nam, Việt Nam Airlines hiện nay thì câu chuyện chúng tôi đang nói hàng ngày là đang làm sao để sớm nhất để mở được đường bay giữa Việt Nam và Mỹ. Và tất nhiên rằng là bay đến Mỹ thì đầu tiên đấy là điểm Los Angeles. Thế thì xin thông báo với quý vị rằng là trong năm nay chúng Việt Nam Airlines sẽ đang phân tích tất cả các khía cạnh về khách vận chuyển, lưu lượng để có thể quyết định được là bay như thế nào, dừng một điểm hay là bay thẳng, số lượng khách rồi vận chuyển hàng hóa ra làm sao. Chúng tôi đang làm việc hiện nay đang là rất tích cực để mà ra được cái quyết định rất sớm. Trong kế hoạch thì hiện nay thì là máy bay thì đã có đầy đủ. Cả Boeing và Airbus thì đều là đang tích cực là hỗ trợ cho Việt Nam Airlines để có cái đoạn máy bay tốt nhất bay đến Los Angeles. Thì hy vọng rằng là đến năm 2019 thì chúng tôi sẽ có thể mở được đường bay đến Los Angeles. Và khi chúng ta sẽ biết rằng là khi mà có cái direct airline thì các cái quan hệ về thương mại, văn hóa, du lịch, thăm thân thì sẽ phát triển hết sức mạnh mẽ. Đây là những cái mà chúng tôi đã nắm được là khi mà Việt Nam Airlines đã mở các đường bay đến Pháp, đến Anh, đến Đức, là khi mà Việt Nam Airlines mở ra thì là tất cả các cái hoạt động nó sẽ hoạt động rất là nhộn nhịp. Thì chúng tôi là hy vọng rằng là trong thời gian sắp tới chúng tôi đang trong quá trình nghiên cứu thì chúng tôi vẫn mong muốn được sự hỗ trợ của tất cả các quý vị để làm sao mà có những cái thông tin tốt nhất đầu vào để cho chúng tôi có những cái quyết định tốt nhất để có thể mở được cái đường bay đến Mỹ trong thời gian sớm nhất để phục vụ cho cái phát triển quan hệ hai nước, phục vụ kiều bào đi về quan hệ hơn. Xin cảm ơn tất cả các quý vị.